Sau gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 đến 2025, các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Võ Nhai cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu nghị quyết đại hội như thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 13,6%, đạt 136% chỉ tiêu nghị quyết, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu bình quân 3 năm tăng 8,2% một năm, đạt trên 115% chỉ tiêu nghị quyết giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng 9,7%, đạt trên 120% chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp tăng 11%, đạt 244% chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ làng xóm, tổ dân phố văn hóa đạt 91%, đạt 126% chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%, đạt 109% chỉ tiêu nghị quyết giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm đạt 3,67%, đạt 122% chỉ tiêu nghị quyết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao kết quả gần 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt trong công tác chuyển đổi số, phát triển du lịch, phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả. Đồng chí cũng đề nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện cần tiếp tục triển khai làm tốt đề án phát triển nông lâm nghiệp, đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực triển khai có hiệu quả đề án phát triển du lịch huyện Võ Nhai, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp này, huyện Võ Nhai đã tổ chức trao huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, nguyên Bí thư huyện ủy Võ Nhai, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và hai cá nhân hiện đang công tác tại các cơ quan của huyện.